Kính chào quý vị và các đồng chí, mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chuyên mục An ninh Lào Cai. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm đáp ứng cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu công tác sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, công an các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng sự Công an Lào Cai đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này. Trước hết sẽ là phần tin, mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, đóng góp ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình ký kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin khái quát về nội dung các dự thảo luật, gồm dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự thảo luật phòng chống mua bán người, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hầu hết các đại biểu đều nhất trí với nội dung cơ bản của các dự thảo luật, đồng thời có thêm ý kiến về nội dung đối với các điều khoản của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như quy định mở cửa xe, quy định trách nhiệm đối với người điều khiển phương tiện, người liên quan, người có mặt tại hiện trường với vụ tai nạn giao thông đường bộ. Kỹ thuật trình bày văn bản, bổ sung định nghĩa hoặc giải thích về cụm từ cơ sở dữ liệu đường bộ và một số nội dung liên quan khác về dự thảo luật phòng chống mua bán người, các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung của khoản 5, điều 45 dự thảo. Các ý kiến đóng góp sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Công an tỉnh tổng hợp để tiếp tục xem xét, bổ sung vào các dự thảo. Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai vừa tổ chức hội nghị đánh giá triển khai công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Để công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy phát huy hiệu quả, thành phố đẩy mạnh phương châm 4 tại chỗ, trong đó chủ động nắm chắc dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế trong thực hiện 4 tại chỗ, góp phần giảm thiểu các vụ cháy và thiệt hại do cháy, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác quản lý cư trú, quản lý dân cư tại các loại hình cơ sở, đặc biệt là cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố. Những hạn chế bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới, các đơn vị công an thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, chỉ đạo triển khai tổ chức tổng rà soát, kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuê trọ, lưu trú, chung cư, nhà ở cao tầng có mật độ người ở cao và cơ sở kinh doanh karaoke, kịp thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, kiện toàn củng cố lực lượng tại chỗ, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ. Cùng thời gian này, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các đồng chí là đội trưởng, đội phó các đội dân phòng của các thôn, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, 739 học viên sẽ được chia làm 4 lớp, thời gian từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2024. Tại các lớp tập huấn, các học viên sẽ được tiếp thu những kiến thức cơ bản về cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, những chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh được hướng dẫn về quy trình thao tác sử dụng, cách bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số kỹ năng phương pháp thoát nạn khi có tai nạn, sự cố xảy ra, hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, dập tắt đám cháy. Qua tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, phát huy triệt để phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường Lào Cai vừa kiểm tra thu giữ lô hàng gồm hơn 500 máy và phụ kiện thuốc lá điện tử trên địa bàn phường Kim Tân.
Ngày 11 tháng 5 năm 2024, tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Lào Cai phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và đội quản lý thị trường số 1, cục quản lý thị trường tỉnh làm nhiệm vụ và phát hiện chị Vương Thị Bích Ngọc, sinh năm 2004, thường trú tại thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng đang thực hiện trao đổi mua bán thuốc lá điện tử. Qua quá trình kiểm tra, chị Ngọc tự giác giao nộp 5 thùng chứa hàng hóa, bao gồm 400 hộp giấy, bên trong là lọ nhựa chứa chất lỏng màu vàng là tinh dầu để sử dụng cho máy hút thuốc lá điện tử, 115 hộp giấy bên trong chứa thiết bị điện tử các loại là máy hút thuốc lá điện tử, 40 đầu hút bằng nhựa là đầu dùng để thay thế cho các máy hút thuốc lá điện tử. Chị Ngọc khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua và tập kết, giao bán trên mạng xã hội Facebook để kiếm lời, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác lập biên bản làm việc và bàn giao toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc cho đội quản lý thị trường số 1 để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai đã và đang quyết liệt triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an các xã thị trấn, qua đó giúp đỡ lực lượng công an cơ sở có nơi làm việc, sinh hoạt ổn định. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí đảm bảo quân số cho lực lượng công an xã thị trấn, tối thiểu 5 đồng chí trên một xã thị trấn. Riêng các xã trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội có tối thiểu 8 đồng chí. Để đảm bảo nơi ăn trốn ở cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, Công an tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai đề án xây dựng trụ sở làm việc công an xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu phấn đấu 100% trụ sở công an các xã thị trấn được xây dựng và khánh thành trong năm 2024. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với lại các cái sở ban ngành địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để xây dựng công trình. Song song với việc đó thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng cái kế hoạch sử dụng đất và thực hiện các cái quy trình giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình. Quá trình triển khai dự án, mặc dù gặp không ít khó khăn như thiếu nguồn đất, địa hình không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu xây dựng. Mặt khác, do tác động của thời tiết cũng như cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, chưa đồng bộ ở một số địa phương nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, sự quan tâm của chính quyền các địa phương, qua đó đã kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và những bất cập trong quá trình triển khai thi công. Phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện để rà soát trên quỹ đất công của toàn xã để và cùng báo cáo với các ngành chuyên môn của Công an tỉnh để xem cái vị trí nào phù hợp nhất, đảm bảo điều kiện thuận nhất, lợi nhất để xây dựng cơ sở vật chất. Thì sau khi rà soát thì Công an tỉnh cũng đã lựa chọn cái vị trí như đối với xã Liêm Phú hiện nay đang xây dựng gần hoàn thành, cơ bản là đảm bảo và cũng là thuận lợi nhất trong quá trình xây dựng và cũng như là để thực hiện nhiệm vụ sau này. Việc xây dựng và hoàn thành sớm đưa vào sử dụng trụ sở công an các xã thị trấn trong thời gian sớm nhất sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ có nơi làm việc, sinh hoạt ổn định, yên tâm công tác, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, chủ động nắm tình hình, địa bàn, góp phần đảm bảo tốt an ninh địa bàn ngay từ cơ sở. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Đảng ủy xã Sơn Hải, Ủy ban nhân dân xã Sơn Hải cũng như là lãnh đạo công an huyện là bố trí cái vị trí đất để tổ chức xây dựng và trong đó cũng cùng đoàn tham gia của xã thì vận động các cái hộ mà có đất hiến đất xây dựng trụ sở cho công an xã trong cái quá trình mà xây dựng như này các cái đơn vị đầu tư cũng như là đơn vị thi công cũng đã nhanh chóng khẩn trương triển khai thực hiện các cái mặt mà tổ chức các cái hoạt động xây dựng làm sao mà nó đảm bảo về nhanh nhất và đảm bảo về chất lượng cũng như là đảm bảo về tính thẩm mỹ của công trình. Để bảo đảm chất lượng tiến độ công trình, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo phòng hậu cần cử cán bộ chuyên môn phối hợp cùng đơn vị giám sát, đơn vị thi công, nhà thầu, lực lượng công an xã cùng cấp ủy chính quyền địa phương bám sát công trường, thường xuyên kiểm tra công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, đảm bảo xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh, chủ động tham mưu cho các đồng chí Ban Giám đốc Công an tỉnh, phân công các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách từng địa bàn, từng dự án để đôn đốc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, tuy nhiên gặp rất nhiều những khó khăn ở cơ sở, nhưng mà được sự
đồng tình giúp đỡ của các lực lượng và đặc biệt là chính quyền địa phương ở cơ sở, thì chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Đến nay thì cơ bản là các cái công trình triển khai đã hoàn thành và đồng thời là đi vào cái giai đoạn hoàn thiện. Bộ Công an và tỉnh Lào Cai quan tâm ưu tiên tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc cho công an các xã, thị trấn, sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc đối với lực lượng công an cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2024 sẽ hoàn thành đề án xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các đồng chí thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.